Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Việt. Rất vui mọi người gặp lại. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem Avengers Endgame. Và đây là chiếc vòng tay đính đá vô cực của Thanos, vật quan trọng nhất trong bộ phim mà chúng ta chuẩn bị xem. Các bạn có thể thấy là đá vô cực trong phim ngoài đời nó lấp lánh như thế nào. Đùa thôi, hôm nay chúng ta sẽ khám phá đôi giày Avengers Endgame. Chắc hẳn mọi người đây đều biết bộ phim bom tấn nhất của Marvel vừa được ra rạp cách đây vài ngày và hiện tại đang gây bão trên toàn thế giới. Cuốn theo chiều bão thì Adidas cũng sản xuất ngay một bộ sưu tập giày bóng rổ hợp tác của Marvel có tên là Heroes Among Us, những người anh hùng trong chúng ta. Và đây là đôi giày đẹp nhất, cao cấp nhất trong bộ sưu tập đó. Marvel nhân Adidas Next Level phiên bản Captain America. Mình đã được xem một trong những suất chiếu sớm nhất của Endgame và phải công nhận đây là một bộ phim vô cùng hay với nhiều cảnh quay cực kỳ hoành tráng, đặc biệt là đoạn kết Thanos đánh nhau với Superman siêu tuyệt vời. Và đôi giày chúng ta duyệt ngày hôm nay cũng tuyệt vời như vậy. Chỉ cần nhìn cái hộp giày các bạn đã thấy rất là ấn tượng rồi. Ở giữa là logo Adidas và Marvel bị búng lẹ mất một miếng. Xung quanh chúng ta có những siêu anh hùng rất quan trọng như là Người Sắt, Đội trưởng America, Captain Mỹ, Thần Sấm Thor, Hulk. Đen Xì này là người đơi trong tập đánh nhau với Superman. Mặt này có chữ loạt anh hùng ưu tú của Marvel. Bên cạnh là siêu đàn bà Wonder Woman, tương đối đầy đủ các nhân vật. Giày lót bên trong cũng in logo của hai thương hiệu nổi tiếng Adidas và Marvel. Và đây là siêu anh hùng của chúng ta. Nhìn cái là nhận ra Captain Jack Sparrow, anh em Captain America ngay. Captain America là một trong những siêu anh hùng cao to đẹp trai và cơ bắp nhất phim, luôn được chọn làm chỉ huy của đội. Son of a bitch! Nên đôi giày hiện thân cho ảnh cũng là đôi giày đẹp nhất, cao to nhất, đồng thời là đôi giày bóng rổ tốt nhất, nổi tiếng nhất của Adidas tính tới thời điểm hiện tại. Xu hướng sử dụng giày bóng rổ vào đa mục đích đang ngày càng thịnh hành hơn trên thế giới. Vì vậy nên là các hãng không ngừng đầu tư và nâng cấp cho ra những mẫu giày bóng rổ tuyệt vời hơn. Từ trước đến nay, nhắc đến giày bóng rổ thì chúng ta luôn nghĩ đến Nike với Jordan, với LeBron hay gần đây nhất là đôi Adidas BB tự thắt dây và đổi màu theo cảm xúc mà mình review Vlog 76. Ngay sau khi Nike cho ra mắt đôi giày siêu thông minh điều khiển bằng điện thoại đó thì Adidas cũng tung ra cái dòng giày này với ảnh quảng cáo cực kỳ châm biếm. Đôi giày bay lơ lửng trên đống dây thừa thãi và xung quanh là 4 tiêu chí: không dây, không nút bấm, không sạc và không điện thoại. Tỏ rõ thành ý cạnh tranh trực tiếp với Nike. Adidas rất tự hào khi mà giới thiệu đôi giày bóng rổ không dây đầu tiên trên thế giới này và họ đặt cho nó cái tên là Next Level, cấp độ mới, với 3 chữ E đổi thành 3 số 3, cũng là tượng trưng cho 3 sọc nổi tiếng của Adidas. Vì không dây nên cổ giày phải cao hơn giày bình thường mới cố định được chân trong lúc thi đấu. Trên cùng có một cái dây kéo theo biểu tượng của đội trưởng Mỹ. Đằng sau gót cũng có một cái dây kéo cỡ lớn theo biểu tượng của đội trưởng Đức. Cả thân giày đều bằng Pramit như một đôi tất nên là cần có hai cái dây kéo này để có thể đeo ra tháo vào một cách trơn tru. Thực ra không chỉ có mỗi một lớp Pramit như là chúng ta thấy ở bên ngoài. Bên trong còn có một lớp đệm này, một lớp đán giữ form và một đai co giãn ở phần mu. Các bạn phải cầm tận tay sờ vào trong thì mới biết được. Mấy lớp liền như vậy thì mới sử dụng để chơi thể thao được. Nhưng mà nó cũng làm cho đôi giày tương đối nóng nếu mà sử dụng vào mùa hè. Và các bạn phải tăng ít nhất nửa size so với những đôi giày thông thường nếu mà muốn sử dụng thoải mái nhất. Nếu đi đúng size thì khả năng cao chúng ta phải bỏ cái lót này ra. Cái lót cũng rất là đẹp, màu đỏ và in logo Adidas. Bàn tiếp về ngoại hình của đôi giày thì trên cái nền xanh rất là liền mạch này chúng ta dễ dàng thấy được những cái họa tiết đỏ xen kẽ như phần giáp đỏ ở đít giày, logo ba sọc, vòng cung đỏ ở mũi giày hình cái khiên và phần đế giữa rất là dày với các ô đập chìm như cửa sổ của tòa nhà Avengers, làm tăng sự góc cạnh và tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp ở từng góc độ khác nhau. Bộ đệm mới này mềm và cho độ êm tốt, mình có cảm giác nó êm gần bằng Boost luôn, đi rất là thích. Ngoài sắc đỏ và sắc xanh vô cùng kinh điển của Captain America thì chúng ta còn có một chi tiết cực kỳ quan trọng, đó là cái bộ khung màu trắng ở má ngoài.
Nếu không nhầm thì nó làm bằng chất liệu giống với đế giữa, giúp cố định cả đôi giày, tạo form và giữ chắc chắn bàn chân trong những chuyển động phức tạp lúc thi đấu. Ngoài ra thì nó còn mang tính thẩm mỹ cao, tạo sự nổi bật và điểm nhấn đặc trưng cho dòng giày này. Cuối cùng là chi tiết quan trọng nhất trên cái thiết kế này, đế ngoài. Nhìn ngang các bạn có thể thấy là cái đế này rất là dày, phải tới hơn 1cm. Nhưng thực ra nó dày tầm 2mm thôi, được trùm lên đế giữa. Và khi lật lên chúng ta mới thấy được sự khác biệt. Phần đế ngoài trong suốt để lộ ra hình chiếc khiên huyền thoại của Iron Man, với ngôi sao lớn ở giữa và những vòng tròn đỏ bao quanh. Chỉ cần một chiếc giày thôi các bạn đã nhận ra cái khiên này rồi. Nhưng khi để cả hai đôi giày cạnh nhau thì sẽ ghép thành hình cái khiên lớn hơn, liền mạch hơn. Một chi tiết có thể nói là cực kỳ sáng tạo và thú vị. Với mình thì đây là cái bộ phận đẹp nhất trên cả đôi giày này luôn. Ý nghĩa của nó là muốn nhấn mạnh cái bộ đế rất là cao cấp, bộ đế ngoài rất cao cấp này như một cái bộ khiên vibranium giúp bảo vệ bàn chân của bạn trong từng trận đấu và trong cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Ở cái khe giữa này còn được ghi tọa độ hành tinh của Thanos để chuẩn bị qua đó đánh nhau. Xung quanh khe có những đường vân dạng xương cá giúp đôi giày có độ bám rất là tuyệt vời. Lớp đế ngoài chất lượng cao này kết hợp với cái bộ khung công nghệ mới và thân giày co giãn ôm sát, tất cả giúp đôi giày nó có thêm một cái tính năng nữa, đó là hỗ trợ chuyển hướng nhanh, cực kỳ quan trọng trong trận đấu. Và bây giờ là phần trên chân và trên thân. Chiếc giày Captain này đặc biệt phù hợp với tất tài. Và đây là gợi ý rất là tuyệt vời cho các bạn. Bộ sưu tập tất giữa Adidas và Ralph Simons này mình được tặng khi mua đôi giày Ralph Simons này. Mỗi đôi sẽ có những họa tiết đắt giá khác nhau và mình sẽ nói kỹ hơn khi review 3 đôi này. Phần outfit hơi tiếc vì mình đã đặt mua chiếc áo Captain America mà Nike sản xuất riêng cho đôi Next Level của Adidas. Tuy nhiên bên giao hàng bị chậm nên là chưa nhận được. Mình phối tạm với cái áo đỏ của Balenciaga. Đỏ và trắng cũng hợp với các họa tiết trên tất và trên giày. Tổng kết lại thì đây là một đôi giày bóng rổ với những cái công nghệ tốt nhất mà Adidas rất tự tin để có thể cạnh tranh song phẳng với Nike. Cảm giác chân thì là êm, thoải mái nhưng mà vẫn chắc chắn trong khi di chuyển. Cái bộ đế này này, Adidas quảng cáo đây là cái bộ đế siêu nhẹ. Nhưng mình dùng cái từ là tương đối nhẹ thôi. Phải gánh cả cái thân giày mấy lớp nên một chiếc cổ cao như này. Cỡ 42 2/3, nặng 373kg. Vẫn nhẹ hơn tương đối so với một chiếc 4D cổ thấp, nặng tới 398g. Đầu tiên các bạn lên Google và gõ Thanos, sau đó ấn chuột vào cái găng tay vô cực này. Tất cả sẽ biến mất một cách ngẫu nhiên, không thiên vị. Bây giờ các bạn ấn chuột vào găng tay một lần nữa và xem điều gì xảy ra. Và đó là đôi giày Endgame của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông DC bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho nội dung thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.